Anh em Sản Tây Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay anh em Sản Tây Nguyên sẽ nói về thỏi vàng phong thủy. Thỏi vàng phong thủy là gì? Ý nghĩa của thỏi vàng phong thủy như thế nào? Và cách đặt thỏi vàng phong thủy ở vị trí nào cho hợp lý, cho để chiêu tài lộc. Nếu các bạn hứng thú, mời các bạn hãy xem tiếp video này. Đây là những thỏi vàng phong thủy bằng đá tranh. Thỏi vàng phong thủy hay còn gọi là kim nguyên bảo. Đây là vật phong thủy thường đặt ở bàn thờ thần tài thổ địa trong phòng khách, hay ở quầy thu ngân, hay ở trên két sắt để nhiệm vụ là thu hút tài lộc. Vậy ý nghĩa của thỏi vàng phong thủy như thế nào? Thỏi vàng phong thủy là biểu tượng của sự giàu sang, của cải, thành công. Người ta bố trí thỏi vàng phong thủy ngay trong nhà, ngay bàn thờ ông địa, hay ở trên két sắt. Nhiệm vụ là để hóa giải. Nó còn nhiệm vụ là hóa giải chỗ ngồi để được may mắn, được tài lộc. Có 3 vị trí cơ bản thường đặt thỏi vàng phong thủy. Thứ nhất là trên bàn thờ ông địa. Thứ hai là ở ngay quầy thu ngân, các bạn nên đặt thỏi vàng phong thủy để chiêu tài lộc. Thứ ba là các bạn có thể đặt ở trên két sắt, trên két sắt cực kỳ tốt. Có nhiều người đặt thỏi vàng phong thủy này làm chặn giấy ở trên bàn làm việc để chiêu tài lộc. Đây là những thỏi vàng phong thủy bằng đá thành các bạn này. Đá tự nhiên được anh em làm ra từ những cục đá thô như thế này. Đây các bạn nhìn thấy, đây là những cục đá thô này, anh em cắt và mài ra. Đá Thạch Anh, khi các bạn dùng thỏi vàng phong thủy đá thanh thì có tác dụng phong thủy gấp đôi. Tại vì đá Thạch Anh là đá năng lượng dương, có thể khử được các tia ác xạ dưới lòng đất đi lên, có thể thu hút tài lộc, tạo năng lượng dương cho con người mình. Làm đặt ở không gian nào, không gian đấy tăng năng lượng, vượng sinh khí. Nhưng phải đá thanh tự nhiên. Các bạn nhìn thấy những ngay cái thỏi vàng này, nhưng có những vết nứt phèn này. Đây là những cục đá thô này các bạn này. Đây, nên đá tự nhiên, phải dùng đá tự nhiên, không phải đá qua xử lý, hay là bằng nhựa, hay thủy tinh, hay là bột trộn, thì tác dụng phong thủy gấp đôi không có. Nếu có dịp mời các bạn ghé thăm anh em ở Sản Tây Nguyên, anh em luôn chia sẻ về loại đá phong thủy tự nhiên. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.